Xin chào các bạn, hôm nay ra lại những thùng dâu quay cho các bạn xem nè. Các bạn gửi thư yêu cầu quá chừng luôn, cho nên không biết có trái hay không thì cứ ra đại đi các bạn ơi. Ra mình xem thử như thế nào rồi ha. Đó, thùng thứ nhất sẽ tìm. Mùa này mà ra hoa dễ thương chưa nè các bạn. Tìm đi ha. Có trái không? Cái này là cỏ nè. Cỏ này. Để mình mặc bao tay ra rồi mình đào mấy cái rễ cỏ lên. Có trái không vậy ta? Sao không thấy trái đâu vậy ta? Đây. Hoa. Wow, ở dưới này nè. Cân chưa? Núp vào đây nè các bạn. Được một trái. Đã chưa nè? Dễ thương ha. Tươi, nhìn thiệt là tươi nè. Quá chừng nó mới hươm hươm. Như vậy cũng ăn luôn ha. Hái. Wow, đã quá. Được có trái thôi à. Thương chưa nè, đem cái tô các bạn. Đó, cầm cái tô ra tại vì cuối mùa rồi chắc là ít lắm đây. Thì đem cái tô đựng thôi. Nhìn cái trái này. Nó còn xanh như thế này chắc chừng này khoảng 5-6 ngày nữa là chín đó các bạn. Ha. Nhìn mấy cái hoa này nó rụng hết trơn cánh, cái nó ra lá này các bạn. À, nó ra trái chứ quên. Đó, dễ thương quá. Rồi, thùng thứ nhất đã hái được một trái. Thứ hai chắc nghĩ không có trái nào đâu á. Tàn hết rồi. Năm này mùa đông đến sớm quá hả? Mùa thu mà như mùa đông, lạnh lẽo. Mà chưa có tuyết rơi đâu. Tuyết rơi á, mới thấm thía nè. Lạnh buốt. Tuyết rơi mà ra đứng đây một tiếng chịu không nổi đâu các bạn. Đứng mà mình phải hoạt động chứ mình đứng không á là nó lạnh lắm. Mấy cái dâu con nó đang lên nè. Có chùm nào? Cái trái này ok không? Không chín đâu các bạn. Không có trái nào chín hết. Chỉ có vài trái xanh nho nhỏ thôi à. Đó, thùng thứ hai. Đó, nhìn thử có sót trái nào không? Mỗi lần hái thùng nào xong rồi các bạn cũng gửi thư các bạn đó. Còn sót. Sót một trái, hai trái mà mình có khi tìm ra, có khi tìm không ra. Đó. Thùng thứ ba. Thùng thứ ba thì xa xa đã thấy hoa. Hoa nè. Có trái gì không? Đó. Mấy ngày dán không có quay cái vườn các bạn, hối quá chừng. Nói đi ra quay đi cô ơi, quay lá thôi. Lá cũng được. Nhớ quá rồi. Cái có cái bông này. Đó, thương ha. Chỉ là lá khô thôi. Đó. Ha. Rồi. Thùng thứ ba cũng không có. Thùng này là thùng thứ tư. Đó. Nguyên dãy nè, lá úa vàng nâu rồi đến đỏ nè. Lạnh quá nè các bạn. Đó. Đúng lá mùa thu luôn á ha. Lạnh quá là đỏ như thế này rồi rụng nè. Dâu cũng rụng lá vào mùa thu đó. Wow, chỗ này một chùm nhỏ nhỏ nè. Có trái này ửng ửng rồi mà chưa có thấy chín gì hết trơn các bạn ơi. Những trái thấy cưng quá. Có trái nào chín đâu. Lá khô không à. Wow, có cái trái này bự nè. Đó, sắp chín này các bạn. Nhìn cái mũi nhọn của cái trái này nè. Nó hồng hồng ha. Sắp rồi. Cái này nghỉ mấy ngày này chín ta. À, khoảng 2 ngày nữa ok ha. 2 ngày nữa ra hái cái trái này. Đó, dễ thương không? Cưng ha. Nè, còn nữa không? Hết rồi. Nè. Có một số dâu mới đâm chồi nảy lọc nữa nè. Mới ra nhánh mới nữa. Dễ thương mấy dâu này. Rồi. Thùng thứ thứ mấy à? Thùng thứ tư đó. Không có dâu luôn. Rồi thùng dâu bạch tuyết này thôi hẹn tới sang năm đi ha. Quay lá cho các bạn xem thôi. Rồi thùng dâu Bubble berry xem hôm nay có một trái nào lú lên cho mình hái không nha. Đó.
Mùa xuân bubble berry ra trái nè, thương hết sức luôn. Còn đâu nữa? Đây, đây chỉ là hoa. Bên này nè, bên này hay có trái chín nè. Có không? Bữa hôm có chín mình hái rồi. Bữa hôm đó mình nhớ cái chỗ này nè, nó có trái gì gì ở đây nè. Không biết bây giờ chín chưa, mình xem ra hai con gì nó ăn rồi. Đó, các bạn thấy không? Nó ăn liền. Chưa chín mà nó đã ăn rồi. Cái dâu bubble berry này nó thiệt là thơm. Cho nên mấy con sâu á, nó tới đây, nó ngửi được mùi, nó tới nhanh lắm các bạn. Cái dày đặc luôn. Wow, bông nè, lên nhóc bông luôn. Quá chừng là đã ha. Đó, chắc đợi tới tháng cuối tháng 11 được hái lần nữa xong á. Tuyết rơi là mấy cái dâu này nó rụi hết á. Rồi, bubble berry gì đâu mà nó thương ha. Ra bông dễ thương quá chừng. Rồi, xong rồi đó các bạn. Không có trái nào hết trơn á. Rồi bên này. Tội nghiệp chưa? Mấy cái dâu nè, nó hết trái rồi, giờ nó ra mấy cái cùi nè. Thấy thương chứ sợ. Đây tự nhiên có cây xà lách núp ở trong này nhổ luôn đi ha. Đó, hôm nay có trái nào chín không? Đây có cái chùm này. Wow, hai trái hươm, có hái không các bạn? Hái à? Hái tí cuối video ăn sống thử trái hươm xem sao. Ừ, hái đi. Các bạn nói hái dâu sống ăn, bữa này hái hai trái mới ửng đỏ thôi. Đó, thấy cần chưa? Rồi, vậy thôi à. Đây nè, ngó dâu mà nó xuống ở dưới đất này các bạn thấy không? Nó mọc nguyên ghe dày nó xuống dưới đất này. Đó, nó bám rễ ra đây. Đó, rồi mình cắt cái ngó này mình ra mình trồng thôi là thành một cây dâu. Rồi còn nữa, cái thùng này là thùng thứ 8 hả? Thùng này chắc không có trái nào đâu, tại vì hết ra hoa rồi. Hết ra hoa thì hết trái thôi. Xong rồi đó các bạn. Ha, mấy thùng dâu hái được chừng này. Chút nữa nhất quyết vô là phải ăn liền cho các bạn xem. Hay hái ở đây trái sống nữa đi, vô ăn dâu sống cho nó đã đi ha. Để cái trái này, bữa này ăn thử dâu sống bữa ha, cho nó ngon. Hái, quyết định hái hay để ha. Thôi hái đi, để mấy con sau này nó rình rập á, mình quên hái là nó lấy luôn. Đợt này vô là ăn liền thử nha, xem sao. Thương chưa? Còn mấy chậu dâu tí hơn của mình nè, không biết có trái chín không? Wow, cũng có trái chín nè. Đó, hai ngày qua mình quên tưới nước. Hồi nãy á, nó mệt, lá nó héo hết trơn các bạn. Mình mới tưới vô một miếng nước, bây giờ nó đỡ rồi đó. Nó trời lạnh quá rồi mình núp ở trong nhà rồi ít ra vườn. Lại quên tưới nước cho mấy cái trái dâu này mà mới tưới xong cái giờ tỉnh luôn nè các bạn. Thấy tươi ha. Đó, cần dễ sợ chưa? Ở trên này trái nữa nè. Đó, khoe sắc trong mấy chụp hình ha. Đó, thương, hái nha. Nó hơi dài. Hái hai trái ha. Wow, đó, cũng có dâu ăn nè. Hôm nay vô ăn nha. Hứa hôm nay vô là phải ăn trong cuối video để cho các bạn xem. Đó, các bạn cứ nói mình là hái xong rồi trốn luôn, không thấy chị ăn rồi, không thấy cô ăn gì hết trơn. Hôm nay sẽ làm nha, sẽ ăn. Đó, cái trái thấy cân chưa? Nè, xung quanh nè, no tròn ha. Đó, cái nhánh này nhỏ xíu à, cổng cho cái trái trồng vo à. Dễ thương thiệt. Đó, bỏ vô. Đã quá. Hôm nay cũng có được mấy trái dâu. Còn nữa không? Có trái nào nữa không? Nè, các bạn nguyên cái chùm này. Đó, cái này mình bỏ vô cái chậu thì sẽ ra trái bự đó nha. Cái này hơi nhỏ nhỏ. Nhưng mà wow, có cái trái này ngon nè. Ok ha. Trái này hươm như vậy ăn mới tuyệt vời đây. Đó, hái. Ngon thiệt á.
quá chừng đã này. Sao hôm nay nhìn mấy cái trái dâu này nó cứng cáp ha, nó giòn á, có vẻ nó giòn tại vì nó hường á các bạn. Còn dâu chín á thì nó mềm. Đó, chút xíu vô nhà rửa rồi ăn nha. Rồi bên này là gì? Có trái nào nữa không? Chỉ còn mấy trái sống này thôi à. Rồi qua bên này nè các bạn. Bên này có trái nào núp không? Này thiệt tình mình hư quá, không có tưới cây cho mấy, tưới nước cho mấy chậu dâu này gì hết trơn, cái trái nó teo hết trơn rồi nè. Nghĩ là lạnh rồi, lâu lâu cũng có mưa cho nên mình không tưới, nhưng mà mưa bay bay không có đủ nước, mới tưới được miếng đó. Thôi trái này hái luôn đi. Thơm chưa? Còn trái nào nữa không? Thôi ngày mai rảnh sáng sớm dậy là làm chậu để trồng mấy cái dâu này đem vô nhà hết nha các bạn. Đây là cây kiwi của mình nè. Đó, cái hiệu này ăn cũng ngon lắm đó. Cái trái nó long long nè, thấy ngon ha. Đó, nhuyễn cây nè. Đó, từ hôm đem về đến giờ héo bao nhiêu lá rồi đó. Cũng tưới nước đàng hoàng đó, nhưng mà mùa thu á, lạnh á là cái lá này nó rụng á các bạn. Nó tàn hết trơn. Còn đây cây hồng của mình nè. Đó, cây hồng này là hồng của người châu Á mình đó. Đó, nhưng mà mùa thu tới cái lá nó cũng dày hết. Tất cả rồi nó rụng, nó trụi hết trơn. Đó. Đó, sang năm thử ra được trái nào không ha. Đây là cây chuối của mình nè. Mình mua cây chuối này mấy bữa đó để về mình trồng. Mình lấy lá mình gói bánh bột lọc, hay mình gói bánh tét, bánh chưng, bánh giò gì đó. Cái lá chuối này mình thử rồi các bạn. Mình trước khi mua mình ra mình ném thử. Cái lá chuối ăn không có đắng, nó thơm. Cho nên mình thích cây chuối này quá, mình trồng. Thì mùa xuân nó sẽ lên nhiều cây con. Cây con nó sẽ nở ra thành cây mẹ, xong rồi nó bự, nó ra cho mình nhiều lá, mình gói bánh ha các bạn ha. Đó, nhìn cái cây thấy cưng chưa nè. Đó. Chuối này nó sống được trong mùa đông đó các bạn. Chuối này trồng được mùa đông ha. Đó, sang năm mình trồng cái cây táo này nè, nó ra trái, mình ra mình đứng quay phim chắc là đẹp lắm đây. Tại vì mỗi nhánh là mỗi kiểu màu trái cây khác nhau, dễ thương lắm. Cây lê cũng vậy luôn. Đó, bây giờ sắp tới mùa đông mà nôn nóng, tới mùa xuân ra hoa rồi, mùa hè ra trái rồi các bạn. Đó, sắp khép cửa đóng lại để cho cây ngủ đông mà đã nôn nóng cho cây ra trái rồi đó. Mong chờ các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lòng vòng hái thêm trái gì nữa ha. Đó, các bạn thấy cây táo tàu của mình không? Lúc đó mình mua về nè, bây giờ cũng úa tàn trong mùa thu nè các bạn. Đó, mùa thu không có cây nào mà trụ lá nổi hết. Ở trên vẫn còn một nhúm lá xanh xanh nè. Cái bữa sẽ rụng hết nha. Đó. Rồi đây là cây sung nè. Cây sung nè, tội nghiệp chưa? Rụng sạch hết trơn lá rồi. Còn cái trái thì khô đeo nè các bạn. Nhìn giống như sung treo dàn bếp hết sức luôn. Dễ thương. Rồi ở đây là cây lê nè. Cây lê này 4 loại trái trên cùng một cây, kể cả trái mẹ nữa là 5. 5 loại trái khác nhau trên cùng một cây lê nha các bạn. Được trước mình nói lộn là 5 loại trái khác nhau trên cùng một cây táo. Nói lộn. Rồi lá mùa thu cây lê cũng đã thành rồi đây nè. Sắp rụng hết rồi ha. Đó. Hẹn mùa hè tới sẽ có trái cho mình hái. Hy vọng thôi, không biết, không có thì mình cũng phải chịu thôi. Ở trong kia nè, hai cây kiwi đực của mình nè, mình dựng ở đó nè các bạn. Kiwi cũng phải mua kiwi đực, kiwi cái mình trồng chung á thì nó mới ra trái nha các bạn. Nó mới đậu trái. Ở đây là cây cái nè. Đó, mua 3 cây đực, 2 cây cái, tất cả là 5 cây kiwi tất cả. Ha. Kiwi dễ thương thiệt á. Kiwi ít bữa nữa mình làm vàng cho nó leo các bạn ơi. Rồi. Kia cây mâm xôi của mình, năm nay mình quá nhiều mâm xôi luôn đó. Mâm xôi bữa hôm xin nó nhiều lắm. Rồi, cây này thì bữa cũng ra trái thôi. Mấy cây bơ của mình núp ở trong này nè. Bơ chắc có lẽ đem vô nhà các bạn ơi. Để đây đâu có được đâu.
Để đây sẽ hư hết á. Bơ sẽ chịu lạnh không nổi khi cái gốc nó còn nhỏ. Đó, các bạn thấy cây này là cây mận Mỹ màu đỏ của mình nè. Đó, bữa hôm đó mình mua về đó, bây giờ cũng ngủ đông luôn rồi. Đó, héo tàn, rụng hết trơn lá. Rồi đây là cây cherry nè. Cherry là ngủ đông sớm hơn nữa. Nhìn cái lá nè. Đó, thành là cháy luôn, là khô luôn các bạn. Đó, mùa đông thì trái cherry nó hay ra cái nhựa này nè các bạn. Nó lạnh quá đó, rồi tiết ra cái nhựa. Đây, mấy cái mầm này á, là ít bữa mùa xuân nó nứt ra nhánh nè, rồi nó ra hoa, ra trái nha. Đó, những cái này mình đừng có bẻ, đừng có làm gãy nha các bạn. Đó, nhìn dễ thương chưa? Khô mà nhìn cũng dễ thương, tại thấy mấy cái chồi này nè, ao ước ít bữa ra nhánh nè, ra trái cho mình ha. Có cái nhựa ở đây không? Không biết mình có nên bẻ không nữa. Rồi để đây đi ha. Sau mùa thu nó hay ra nhựa lắm các bạn ơi. Cây cherry đó. Rồi, đây là cây đào của mình nè. Cây đào mấy bữa mình cũng hái một trái cho các bạn xem rồi đó. Đây nè, cái hiệu của cái trái của nó. Bây giờ nắng quá nó nhạt hết trơn màu rồi. Đó, hết còn màu đẹp rồi các bạn ơi. Thì ở đây vẫn còn lá ha. Đào thì lá nó chịu lạnh nhiều hơn nè, cho nên lá nó trụ được. Bây giờ mới úa sơ sơ thôi, chưa có tàn hẳn. Đó, cái chậu của nó đó. Đó, chuẩn bị sắp tới là mình trồng không biết bao nhiêu cây ở trong vườn nữa. Coi cái vườn của mình nè, mới đổ thêm đất nữa các bạn. Thấy chưa? À, đây là cây cam của mình nè các bạn. Đó, trời mùa thu lạnh xuống mà lá cam vẫn còn xanh tươi ha. Ở trên này nè, cái ngọn này chịu không nổi cho nên nó hơi úa vàng rồi. Cái lá cam này đụng vô một cái là nó thơm. Không biết lá cam có xào nấu gì được không ha. Để mình lên online mình xem thử xem. Rồi cái trái của nó đây nè, cam vàng nha các bạn. Đó, mình mua cây cam này hình như là 39 đô là 40 đô đó các bạn. Đó, dễ thương chưa? Sang năm biết có trái không nữa. Thì các bạn thấy không, mùa đông á sắp đến rồi, mùa thu á thì lá rụng hết trơn. Mà bây giờ ở đây á ra hoa nè. Các bạn thấy chưa? Nguyên cái nhánh này bây giờ ra hoa nè. Thấy thương chưa? Hoa cam chắc là thơm lắm ha. Nhánh này nữa nè. Đó, tự nhiên ra hoa, thấy ghét không? À, tội nghiệp chưa? Không biết mình có đem vô nhà nuôi được không ha. Ra hoa tới mùa đông tuyết rơi xuống là tự động nó rụi hết các bạn ơi. Không biết có đem cây cam này vô nhà được không nữa. À, cái gốc của nó nè, mình đem về mình tưới nước miết giờ cứ rễ nó bông lên luôn nè. Chưa kịp trồng xuống dưới nữa, tại cái vườn nhà mình chưa xong, mình đâu có quyết định trồng được cái chỗ nào đâu. Tội nghiệp cây cam quá chừng. Còn đây là cây quýt của mình nè các bạn. Đó, cái lá quýt này không biết có thơm không ạ. Cũng là thơm lắm các bạn. Lá cam hay lá quýt, lá chanh, lá bưởi gì cũng thơm hết. Cái trái quýt nè, thấy thương chưa? Wow, biết bây giờ mình mới trồng ra được trái quýt giống vậy ha. Nhìn thương hết sức luôn. Cây quýt này mình cũng mua 39 đô đó các bạn. Đó, mua để đây mấy tháng trời rồi đó. Cái gốc của nó nè, thấy chưa, cũng mập quá ha. Gốc cũng tròn. Rồi, sang năm hy vọng trồng nó ra trái. Wow, ở đây nó ra trái nè. Thấy chưa, thương chưa? Vậy là sang năm sẽ có trái đó. Ở đây nữa nè, cành này nữa. Sao cho rõ vậy? Đó, cành này nữa nè các bạn. Cũng ra được trái quýt nè. Thấy thương ha. Mình tưởng chưa ra trái chứ bây giờ đã ra trái rồi. Vậy ha, sang năm hẹn các bạn sang năm đi, sang năm xem. Đó, thì bây giờ trời cũng hơi tối tối rồi các bạn, nhưng mà mình thấy có vài trái cà chua chín đó, mình vô mình hái luôn nha. Đó, trên này nguyên một chùm chín hết trơn nè, chưa chín lắm ha, để mấy bữa nữa hái. Ok, bên này nè có mấy trái nè. Đó, hái mấy trái này đi. Ngày nào máy bay cũng bay hết trơn á. Ra đây là máy bay là bạn của mình nó sao á. Nó đánh nhạc cho mình nghe đó các bạn. Nhạc, tiếng máy bay gọi là nhạc đi, cho nó dễ nghe. Rồi ở đây có một trái này. Đó, trái này cưng chưa? Trái này đẹp ha. Nó căng, nó tròn, nó bóng sáng luôn. Cái trái cà chua thấy ghét quá.
hái luôn. Đó, hôm nay ra hái cũng ok ha. Có mấy trái dâu ở đây nữa nè. Ở trong này có trái chín nè. Hái. Wow. Trái này cái màu nó kỳ quá. Nó lạnh quá rồi nó đen, nó đỏ, nó xanh. Đó, được mấy trái cà chua. Còn nữa không? Trong này trời tới tối rồi nè. Cái trái cà chua dài này ăn ngon hết sảy luôn á các bạn. Đây, đây có trái nè. Mùa này hái trái cà chua, cầm trái cà chua nó lạnh, nó mát thì là mát các bạn. Tại vì trời lạnh đó, trái cà chua này có vẻ giòn lên đó. Này nữa. Bên này nữa nè. Chỗ kia nữa. Xa xa đâu rồi. Cái trái nè. Không ra vườn thôi, ra vườn cũng có trái để mà hái ha. Còn nữa không? Đây nè. Đây nguyên chùm nè. Chín được một trái. Thấy thương chưa? Phải chừng đụng nó rớt hết rồi các bạn ơi. Chùm được 4 trái. Chín được 1 trái, 2 trái cái bên này hườm hườm ha. Cái bữa ra hái, bây giờ hái trái này. Mấy ngày hôm nay á, cà chua hái vô ăn đâu có hết đâu. Kho cá, nấu canh chua, rồi làm sốt cà chua, làm đủ thứ hết trơn mà cũng chưa hết cà chua nữa. Đó, cái hái hường hường như vậy. Wow, các bạn thấy cái trái này quá tội nghiệp ha. Đó, nó lạnh quá mà nó úng luôn nè. Trái này còn ok nè, bây giờ đụng cái là rớt liền. Một mớ cà chua nó rớt nè các bạn. Lạnh quá chịu nổi rớt nè, thấy không? Cái trái nào mà được núp ở trong lá nó che thì nó đỡ lạnh hơn. Rồi ở đây có một cặp nè. Tưởng hết rồi chứ. Nằm trong lá khô. Thấy cưng không? Chưa gì đã có gần cả ký rồi ha. Đó, chưa tới ký đâu, hơn nửa ký thôi. Rồi, đi xuống dưới đây, trời cũng tối rồi. Đó, mờ mờ tới tối rồi đó các bạn. Thấy không? Xung quanh này rặng thông này, nhìn buồn ha. Tối thui mùa đông á, nhìn cũng còn thảm hơn, còn buồn hơn nữa đó. Nó lạnh quá mà. Rồi mấy cái trái cà chua vàng. Cà chua này. Rồi cà chua này nó hư luôn rồi các bạn ơi. Đây đây, tự nhiên có một trái cà chua đỏ trong này nè. Đó. Thương chưa? Đây có một bớ cà chua, không biết có chín không nữa. Chua vàng nè. Đó, được trái ok ha. Ăn cũng được mà. Đây trái nữa. Bự quá chừng. Wow, có trái gì đâu mà nó mập. Nó nặng cái tay. Đó. Hái cái nổi như vậy, hái sao nó dai quá các bạn. Thương chưa? Cái chua vàng này, ngọt hết sảy luôn đó. Còn nữa không? Còn nhóc ở đây này. Á, à, đổ hết trơn rồi. Thiệt tình. Dâu cũng đổ hết trơn luôn. Chưa kịp ăn đã rớt xuống đây rồi. Sao đâu, mấy con chuột á. Mình để đây tới sáng là chẳng còn dâu rồi các bạn. Chưa gì. Đó, mình để ở trên cái chậu á, không cẩn thận một cái là rớt hết trơn. Wow, gượng lại rồi các bạn ơi. Đây còn trái nào nữa, hái luôn đi. Nè, hư rồi. Trái này được không? Ok nè, trái này được nè các bạn. À, nãy mình đổ có còn sót trái dâu nè. Còn sót trái cà chua.
chua đen nè các bạn, lạnh quá nó rụng mớ ở dưới này nè các bạn. Xem hôm nay có trái nào không? Mũi nè. Trái này chín không ta? Lạnh quá chín không nổi luôn đó. Dưới này có trái nào được hái không? Đây nè, bên này có trái nè. Đó, cà chua đen, cái chín. Đây ok ha, hái. Đây nữa. Wow, trời tối rồi các bạn, nó mờ quá, không thấy rõ được. Đó, đã chưa nè. Wow, lười biến ra vườn chi, ra vườn cũng hái được nè. Cứ ra vườn mỗi ngày đi, hái sạch luôn, không còn ngày kế tiếp để mà hái. Mớ cà chua nó chín nó rụng nè các bạn. Thôi nó rụng rồi mình không lấy nữa làm gì. Có trái nào chín thiệt không? Hết rồi đó, cà chua đen mình hái đã sắp hết rồi ha. Có trái nào ửng ửng hồng hồng thì hái. Trái này ok nè, ửng hồng. Trái này nữa nè các bạn. Còn nữa không? Trong này có trái nè. Bây giờ đụng nhẹ là nó rớt hết trơn các bạn, uổng lắm. Đó, cà chua đen ở đây. Rồi, hết rồi đó. Được hai trái nữa nè. Đó, mớ cà chua luôn ha. Thiệt đã nè. Vui quá, hái được mớ rồi. Đó, hôm nay yêu cầu của các bạn mình đã thực hiện xong nha các bạn. Cũng được kết quả, vui ha. Đó, cũng có trái cây nè, đâu đến nỗi tệ đâu ha. Rồi, tạm biệt các bạn đây. Mình đi vô nhà mình sẽ làm video cho các bạn xem. Rồi sẽ ăn mấy trái dâu nữa nè. Đó. Xin chào các bạn, lúc nãy mình hái dâu tây nè, dâu tây xanh, rồi dâu tây hườm hườm, rồi cà chua nữa. Nhưng mà mình chọn cà chua đen để mình ăn cho các bạn xem nha. Thì mình hứa là mình hái xong mình vô mình sẽ ăn. Thì bây giờ lòng vòng từ nãy giờ cho con cái ăn, bây giờ mình mới có thời gian để ngồi ăn cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử một trái dâu này. Đó, trái dâu ửng ửng hườm hườm, nổi cái chóp ở trên thôi, còn ở dưới vẫn còn xanh, dễ thương ha. Đó, xin mời các bạn chấm muối nha. Bưng muối lên đây luôn. Mời các bạn cùng ăn nha. Rồi, mình ăn nha. Chua, giòn, ngon lắm các bạn. Hái dâu như thế này nè, ăn mới hợp khẩu vị của mình. Chua sực sực, giòn giòn. Wow. Dòng dâu ăn nha các bạn. Mình thưởng thức hai mùi vị khác nhau luôn. Một cái thì mình để chín thì chín, ăn nó ngọt mà nó thơm. Còn cái mình để hươm hươm, còn cái mình ăn sống thử xem sao ha. Ăn còn xanh đó. Quá ngon luôn. Rồi, ăn thử cái trái đỏ này. Trái này dâu cherry, dâu nho nhỏ nè. Dễ thương quá. Wow. Trái này nó cũng rất là giòn các bạn. Nhìn vậy mình tưởng nó mềm mà nó giòn lắm. Muối ớt nè. Ngọt ngọt, giòn giòn, chua chua. Ăn cái hộp lụp bụp, rất là tuyệt vời. Đây, cái trái này bự nhất hồi nãy của mình này. Đó, bây giờ mình chấm ăn nha. Rất là ngon. Cái này chín thiệt rồi, mềm. Thử dâu ngon quá các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Đó, mấy bữa thì đôi lúc mình hái dâu vô nhiều nhiều thì mình xay cho mấy đứa con uống, còn mình hái được vài trái cái mình ăn một hai trái thôi, còn mình để trong tủ lạnh cái mình quên luôn các bạn. Hôm nay các bạn yêu cầu mình ăn trái dâu sạch. Đây, bây giờ mình sẽ tẩm muối quanh trái dâu này. Muối ớt nha.
Đó, các bạn thấy chưa? Dễ thương ha. Không biết nó chua không ha. Thử nè. Không có chua lắm các bạn. Ngon. Wow. Nhìn dài mà ăn ngon các bạn. Không có chua chua gay gắt như là chanh hay như là me. Thì ra rau xanh ăn cũng rất là ngon. Wow. Chua quá mình phải chắc miệng chút xíu. Các bạn nói ăn ăn đừng có chắc miệng, nó mất lịch sự. Mà mình ăn chua quá. Đó. Chua quá mình nuốt cái miếng xong mình hở cái miệng mình ra cái nó keo. Ăn lâu lâu mình chép miệng nó cũng vui mà các bạn. Đó. Wow. Cái trái này còn ngon nữa nè. Tuyệt vời ha. Nếu có thời gian mình hái xong mình vô mình ăn liền, quá là ngon luôn. Ngon không không trái cây nào bằng mình mới hái đó. Wow, ăn mấy trái rồi. Mấy trái sống này ăn luôn ha. Đấy còn xanh nè. Tẩm muối tùm lum hết trơn. Đó. Wow. Chua ngon. Đó, chưa làm video nữa các bạn. Bây giờ ăn xong mới làm video này. Bây giờ là gần 9 giờ tối rồi. Mình hái dâu vô, mình đâu có làm video liền được. Nãy lúc hái dâu là 6 giờ rưỡi hay 7 giờ vậy đó. Vô nhà lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Giờ 9 giờ rồi. Gần 9 giờ rồi mới rảnh chút xíu để ngồi ăn. Đó, trái cà chua dài nè. Dễ thương ha. Giòn, ngon. Ăn hết dầu luôn các bạn. Mấy trái dầu nhìn nó đẹp đẹp vậy mà nhai nó giòn thì là giòn. Đó. Khá là giòn. Còn trái dầu cuối cùng ăn luôn. Nhỏ chút xíu xíu. Các bạn. Ngon thiệt. Quá tuyệt vời các bạn. Giờ mình ăn trái cà chua đen. Nè. Mời các bạn. Đó. Giờ đến mình nè. Wow. Trồng trái cây gì? Các bạn nhớ trồng trái cây ăn nha. Rau quả hái vô ăn liền. Đừng lười biếng như mình, hái vô cái chưa kịp ăn để tủ lạnh. Khi nhớ thì nấu, còn không nhớ để lâu quá sẽ bị hư đó các bạn. Ăn thêm trái nữa ha. Trái này xanh xanh nè. Đó, màu đen nhánh như thế này mà ở dưới này nó còn ửng ửng xanh xanh. Trái này chắc chua, ăn thử đi. Thử xem sao. Tuyệt vời. Hình như chua là hợp với mình đó các bạn. Quá ngon luôn. Mấy ngày hôm nay
không có video ở ngoài vườn. Các bạn gửi thư hỏi thăm quá chừng luôn, sao mà không thấy hoa quả trái cây gì hết trơn. May là cái khu vườn của mình nó nằm trong những khu nhà xung quanh đó các bạn, nó ấm. Còn nếu mà nằm trống ra một bên á là sẽ bị lạnh á, cà chua sẽ rụng hết. Hôm nay cũng một số rụng rồi đó. Wow. Quá ngon, quá tuyệt vời. Ăn hết luôn số dâu mình hái này các bạn. Còn hai trái cà chua, no quá rồi, mình mới ăn cơm. Rồi, tạm biệt các bạn đây. Bây giờ mình sẽ lên mình làm video để cho các bạn xem. Mình sẽ ghép khúc này vô cho các bạn xem luôn nha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.